Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2019 thì bên dụng cụ cũng tiếp tục lên một cái clip 3, là cũng như lên clip 3 là những cái đầu áp của Ý có, đầu áp của Nhật có, đầu áp ti sứ có, đầu áp ti da đen có. Rồi và những cái bộ phun thuốc. Đó, với lại những một cái đường dây cao áp. Đó, đường dây cao áp là cũng như là áp là chịu đựng được là 250W nha anh em. Đó. Thì bây giờ mình cũng xin cho anh em xem một cái hoạt hình. Đầu tiên là một cái con. Con này là đầu yến nha anh em. Đó, đầu yến. Máy là rất là đẹp. Con này thì nó cái áp của nó là được 150 kg. Lưu lượng nước của nó là được 13 lít. À, 13 lít. Con này con số 1, đầu áp cao thì cái con này á thì cái model của nó, cái model cái hiệu của nó là Sinwa nha anh em. Đó, Sinwa, cái hiệu của nó là Sinwa. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Thì đối với lại cái con này thì anh em đi cái đầu máy khoảng cỡ chừng 5 ngựa, 4 ngựa cũng được, từ 4 ngựa cho tới 5 ngựa là anh em sẽ sử dụng được một cái đầu của Ý này rồi. Thì cái cốt này á, cái cốt này là cái cốt 19 nha anh em. Đó, cốt này là cốt 19. Đó thì thường thường á mấy cái con mà bốn đầu máy của mình á 4 ngựa 4,5 ngựa là nó khoảng cốt đó là khoảng cốt 19. Đó là anh em về cứ bỏ vô là nó là vừa khớp với lại cái đầu Ý này luôn ha. Thì con này á thì mình được tháo trong một cái đầu của Honda. Đó, mình tháo trong cái đầu Honda 4 ngựa GX120 ra để mình phục vụ cho anh em. Đó, máy là rất là đẹp. Đây. Thì đây là nó một cái đường cáp áp xả tự động. Ở trên là áp xả tự động. Thì con này nó được thiết kế là khi mà anh em mà dùng súng là mình ngắt súng là cái đường xả nó sẽ đi vô trực tiếp vô trong cái đầu áp của mình luôn. Chứ không, nó không có xả ra ngoài nha anh em. Tại vì ở đây là một cái đường hút, đây là một cái đường hút và đây là một cái đường áp. Đó là nó xả một cái đường xả trực tiếp đi vô một cái đầu áp của mình. Thì đối với là con số 1, đầu áp cao của Ý, thì con này cái thương hiệu của nó là hiệu Sinwa. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Rồi đem vô. Rồi tiếp tục một cái con Maruyama. Đó, con này thì mình tháo từ ở trong cái đầu cuộn dây ra. Đó, tháo từ đầu cuộn dây ra thì buli của nó, buli hai rãnh, buli bản A nha anh em. Đó, còn buli bên đây là buli truyền cuộn dây. Đó, bên đây là buli truyền với cái cuộn dây mà tự động của mình á. Đó, nó nằm ở trong nguyên cái bộ máy tự động cuộn dây. Đó, mình tháo ra mình để phục vụ cho anh em. Đó, con này cái hiệu của nó là Maruyama MS410. Con này thì cái lưu lượng nước của nó là 41 lít trên phút. Áp xuất cái áp mà áp ra của nó là được 50 kg. Đó, con này nó sử dụng là từ 1.6 cho tới 4.4 PS. Đó, thì con này nếu mà đối với lại cái con Maruyama 410 này thì anh em phải đi một cái đầu nổ là khoảng 6,5 tới 7 ngựa. Là con này là anh em phải đi cái cốt xéo tua chậm nha anh em. Đó, cốt đó nó là cốt phản cốt cái tua của nó là tua khoảng từ 1800 cho tới 2000 cũng được. Đó, tua chậm là anh em bỏ vô đây là anh em sẽ sử dụng được cái con Maruyama 410 này. Đó, con này thì nó thiết kế sẵn 3 vòi luôn. Đây là vòi riêng của nó nha anh em. Đây là một cái vòi tổng, còn hai cái bát này là hai cái bát bát phụ của nó ha. Thì cũng như ba bò này anh em muốn xài cái bò nào vẫn được. Thì đối với lại cái con Maruyama này á, thì nó không có đồng hồ áp. Cái áp của nó là cũng như là nó báo trực tiếp lên trên trên cái nút chỉnh áp luôn. Đó, báo trực tiếp lên nút chỉnh áp luôn. Anh em chỉnh đến số 50 là lúc đó là áp mình sẽ đủ 50 kg ha. Anh em trả về. Đó, trả về số 0. Số 0 là nó sẽ là cũng như là nó sẽ cái đường nước xả nó ra trực tiếp ở thùng của mình. Đó, cũng rất là lợi. Còn ở đây là khi nào mà anh em cần thiết, anh em mà muốn sử dụng mà sụp thuốc
thì anh em cứ cứ xả cái cần này ra đó, xả cần này ra là nó sẽ sụp hút cho anh em. Rồi khi nào nước đều anh em sẽ phá lại, rồi anh em sử dụng qua mình cái bên một cái nút chỉnh áp. Ok. Rồi con số 2. Con này có cái hiệu là Maruyama, model là MS410. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu rưỡi. Thì đối với lại cái con Maruyama này là cũng không có quá là xa lạ anh em, mà những anh em nhà vườn. Thì anh em nhà vườn là nhìn cái máy này là anh em cũng đã biết rồi. Thì đối với lại cái máy Maruyama 410 này thì nó xài rất là trâu bò luôn anh em. Đó, cái đời mà lồng đen thì anh em cũng đã biết. Đó, anh em nhà vườn thì anh em cũng quá hiểu về cái dòng này ha. Mình không quảng cáo gì nhiều. Rồi bây giờ mình cũng xin báo giá lại con số 2 Maruyama MS410. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu rưỡi. Để em vô. Rồi, tiếp tục một con HB. Con này là HB HB502. Đó, con này là HB502. Thì cái thông số HB502 là đối với lại cái dòng này. Nhưng mà cái dòng này ở trên thông số đây này nó báo là nó để là HB FB5020. Thì đối với lại 5020 này thì anh em cũng đã biết là nó nằm trên một cái bộ cuốn dây tự động. Đó, nó nằm một trên cái bộ cuốn dây tự động, mình sẽ lột ra mình phục vụ cho anh em ha. Thì cái thông số chính của nó là cái đầu của nó là ở đây là HB502. Đó, con này cái lưu lượng nước của nó, lưu lượng nước của nó là được lít. Con này lưu lượng nước của nó maximum được 53 kg nha anh em. Đó, lưu lượng nước của nó rất là khủng ha, lưu lượng nước là 53 kg. Rồi rồi 53 lít chứ, 53 lít trên phút. Còn cái áp của nó là được 50 kg. Đó, thì đối với lại cái dòng mà HB502 này anh em cũng đã biết. Thì anh em nhìn ở đây là cũng không quá gì sẽ lạ. Nếu mà anh em đã có sử dụng qua con này, hoặc là anh em thấy cái con này thì biết là mình lột từ đâu ra ha. Thì nó còn một cái đường cái chia ngã ba ra một cái đồng hồ. Đó, cái đường này thì nó lên trên cái cuộn dây của mình. Đó, cái này cái đường xả của nó. Rồi đây là đường hút. Thì anh em nhìn cái máy này cũng không có quá gì xa lạ. Nếu mà anh em đã thấy nó qua rồi thì anh em cũng biết là nó nằm ở đâu ha. Rồi thì đối với lại cái con HB502 này thì nó được anh em phải bỏ vô một cái đầu kéo vô, là đầu kéo tua chậm. Cái đầu kéo của anh em là phải từ 8 ngựa rưỡi cho đến 9 ngựa mới kéo được cái đầu HB502 này ha. Còn mà nếu mà anh em kéo motor là anh em kéo phải cái đầu khoảng 5 ngựa. Còn nếu mà không cái đầu 5 ngựa thì 3 ngựa cũng vẫn được. Nhưng mà anh em phải phải xả áp bớt. Đó, khi mà anh em kéo đường xa là anh em phải xả áp bớt. Chứ không thôi đầu 3 ngựa vô con này là đẩy một hơi là có thể là cháy motor. Rồi nếu mà anh em đi cái đầu đúng 5 ngựa thì rất là ok, rất là hợp lý với lại cái đầu HB502 này. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại. Con số 3 HB FB502 5020. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 5 triệu. Đó, rất hợp lý. Rồi thì nó còn một cái trục cuốn dây nữa ở đây. Đó, nó còn một cái bu ly cuốn dây ở đây. Đó, mình để yên nguyên về cũng như là anh em nào nếu mà có một cái sườn sẵn thì anh em cứ lắp vô là việc là xài ha. Rồi tiếp tục một cái con Hatsu. Cái con Hatsu IS. Con Hatsu IS 301. Đó, Hatsu IS 301. Nè, chẳng không có thấy đường rồi. Hatsu 301 thì cái con này cái lưu lượng nước của nó là được lưu lượng nước của nó là maximum là được 35 lít trên phút. Còn áp của nó là được, áp con này là được 50 kg nha anh em. Đó, áp con này được 50 kg. Đó, đối với lại con IS này thì anh em cũng không quá xa lạ. Đó, con này thì nó được chạy ti, nó là ti sứ ha, ti sứ. Đó, ti sứ, ti này là ti 25. Đó, ti này là ti 25. Đó, rất là tiện lợi cho anh em. Máy là ngoại hình là anh em khỏi cái chơi anh em. Đó, anh em tự tưởng nó là như là nó có con ếch ở chổng vậy đó.
Đó, hơi này rất là mạnh nha anh em. Rồi ở trên đây là cái phần phần chỉnh áp. Đó, phần chỉnh áp thì phần trên đây. Ha. Đó, rất là ok. Thì đối với lại cái con IS này á, thì anh em nếu mà anh em bỏ vô một cái đầu kéo á, là khoảng từ cốt xéo. Đó, tua chậm cốt xéo là cái máy của mình á, là phải công suất phải từ giá là phải 5 ngựa. Đó, 5 ngựa. À, còn mà nếu mà anh em mà gắn vô cái động cơ motor thì con này là anh em kéo chỉ là 2 ngựa thôi. 2 ngựa là đối với lại cái con Hatsu IS 301 này thì nó rất là hợp lý, rất là phù hợp với lại cái dòng IS 301. Đó, cái đầu motor 2 ngựa. Còn đầu nổ thì cốt xéo tua chậm phải là 5 ngựa. Đó là anh em phù hợp với lại một cái đầu áp của Hatsu IS 301. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại cái con số 4 Hatsu IS 301. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Rồi đây, tới một con là rất là đẹp luôn anh em ơi. Anh em nhìn ngoại hình là thôi không tưởng tượng, quá đẹp. Tem mạc nó còn đầy đủ, ngon lành. Rồi thì ở con này đó thì nó có cái model, cái hiệu của nó là Kyrick HB 303. Thì cái dòng này là cái dòng đời cao nha anh em. Đó, cái dòng này dòng đời cao. Đó, Kyrick HB 303. Thì con này nó ti của nó là ti 25. Đó, ti 25. Đó, máy là rất là đẹp luôn. Tem mạc đồ hay là còn sáng bóng, nước sơn zin rồi còn hay là bóng lưỡng hết. Rồi tới cái đầu áp nè, cái đầu đồng nè, anh em thấy không, con nó còn vàng quách luôn. Đó, rất là đẹp. Thì đối với lại cái con Kyrick HB 303 này thì cái lưu lượng nước của nó, cái lưu lượng nước của nó là được 29 lít trên phút. Còn mà cái áp của nó là được 50 lít. Ý, cái áp của nó là được 50kg nha anh em. Áp của nó là được 50kg. Thì đối với lại cái con HB 303 này thì anh em phải kéo một cái đầu kéo là từ 5 ngựa rưỡi cho tới 6 ngựa. Cốt xéo nha anh em. Cốt xéo tua chậm từ 5 ngựa rưỡi tới 6 ngựa là mới kéo nổi cái này. Thì đối với lại cái con mà HB 303 này, nếu mà anh em mà nếu mà đi công suất chuẩn đúng với lại cái đầu áp thì anh em phải đi một cái motor, cái motor phải 3 ngựa. Đó là anh em mới đi được một cái con HB 303 này. Đó, con này là ti xứ, ti là ti 25. Đó, còn áp trên đây. Đó, áp chỉnh trên đây. Đó, áp là rất là nhẹ nhàng luôn. Ha. Rồi cái đồng hồ của nó, cái đồng hồ của nó là maximum là được 70kg, đồng hồ Kyrick luôn. Đó, con này là cũng như là zin từ A tới Z, mình sẽ bao cho anh em từ A tới Z không giảm giá, máy zin hoạt động êm ái ngon lành. Đó, zin từ A tới Z. Rồi, tới cái là mình nông. Rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Rồi, cái con số 5 Kyrick HB 303 thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4,7 triệu. Đó, 4,7 triệu. Đem vô. Rồi, tiếp tục một cái nguyên một cái bộ phun thuốc. Bộ phun thuốc đây thì cái đầu kéo của mình, cái đầu kéo của mình cô số 6 nha anh em. Đầu kéo của mình là Mitsubishi GM132, động cơ là 4.0 PS. Con này thì nó được chèn cốt xéo tua chậm. Đó, tua của nó mắc tua là 2000. Thì con này nó được truyền nó chuyển động bằng dây co ro. Nó chuyển động bằng dây co ro. À, nó chuyển động bằng dây co ro. Thì nó kéo được, nó kéo một cái đầu áp là đầu áp của KZ SX250. Đó, SX250. Thì con này nó là ti xứ nha anh em. Đó, ti xứ. Ti con này á, là ti ti 22. Đó, ti con này ti 22. Đó, rất là cũng rất là đẹp. Rất là ngon. Đó, ngoại hình là anh em không phải bàn, không phải chê, tại vì hàng mình lúc này là mình tiễn cho anh em thì anh em cứ yên tâm mà về mình sử dụng ha. Rồi, đây. Đây là ngoại hình của một cái đầu kéo. Máy ngoại hình rất là đẹp. Đó.
đây rất là đẹp luôn, máy là coi như là còn sáng bóng. Con này là theo như mình đánh giá là bộ này mình đánh giá là còn khoảng trên 90%, 90% made in Japan. Đây nè, thu như đó gần lại, thu đây là gần luôn. À, made in Japan. Ok. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá, rồi một lát nữa sẽ mình đem máy ra ngoài mình test cho anh em xem một cái nghe một cái tiếng động cơ và một cái đầu áp như thế nào. Rồi anh em tự đánh giá ha. Rồi con số 6 Mitsubishi GM132, con này động cơ là 4.0. Đó, được truyền là cốt xéo tôi chậm, tua của nó là 2.000. Thì con này nó chuyển động bằng dây cô ro. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 5.500.000. Rồi tiếp tục một cái bộ phun thuốc Subaru. Đó, Subaru. Đó, ngoại hình là máy là thôi cũng là cực sáng sủa nha anh em. Đó, đối với cái đời này mà nếu mà máy mà còn như vậy đó, là quá là ok, quá là ngon lành. Đó, rất là sáng sủa. Thì nó được kéo một cái đầu áp của Mitsubishi. Đó, nó được kéo cái đầu áp của Mitsubishi MK10/1, cái 10/3. Thì đối với lại con Mitsubishi MK10/3 này thì cái lưu lượng nước của nó là 41 lít trên phút. Còn cái áp của nó là được 35 kg. Đâu ký đây hả? Áp của nó là được 35 kg nha anh em. Đó, áp của nó được 35 kg. Đó, rất là hợp lý cho anh em. Đó, nó được kéo một cái đầu da của Mitsubishi. Đó, rất là ok, rất là cho anh em luôn. Anh em nhìn nè, cái bầu áp của nó, cái bầu áp của nó là rất là lớn. Đó, nữa ra cái lưu lượng nước của nó rất là cao. Đó, đối với lại mấy cái đầu áp là 41 lít trên phút là cũng như là dạng như tầm cũng là rất là hợp lý cho anh em sử dụng. Rồi thì nó kéo cái con Mitsubishi này á, ý quên, cái con Subaru này thì cái động cơ của nó là 6 ngựa. Đó, nó là truyền cốt xéo tua chậm. Đó, cốt xéo tua chậm. Thì con này nó chuyển động bằng dây cô ro. Đó, chuyển động bằng dây cô ro. Con này hình như còn hình như nãy mình còn cái bộ cà te đúng không? Đâu lấy cái bộ cà te ra đây. Cái bảo vệ cô ro nè. Cái chặt bảo vệ cô ro nè. Cái chặt bảo vệ dây cô ro đâu? Rồi thì con này để một lát nữa mình kiếm cái chụp bảo vệ dây cô ro cho anh em. Đó, cái này hình như là có, mình nhớ là có cái chụp bảo vệ dây cô ro. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 7 Subaru. Thì con này động cơ của nó là 6.0 PS, con này được truyền cốt xéo tua chậm. Đó, nó được kéo một cái đầu áp đầu da của Mitsubishi MK10/3. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4.500.000. Rồi bây giờ mình sẽ đem hai cái đầu hai bộ phun thuốc này đi ra ngoài mình test cho anh em xem. Rồi quên, thì đây là mình có cuộn dây đây, mình rất là nhiều cuộn dây anh em. Đó, dây này á thì tầm khoảng 20 mét. Đó, 20 mét. Đó, dây này tầm khoảng 20 mét, nhưng mà nó ở bên bển thì nó sẽ nói sẵn vậy nè. Đó, nó có đường nối sẵn vậy là mình đo là khoảng 20 mét đó. Đó, thì nếu mà những cái dây mà nó bị nối sẵn vậy thì mình sẽ tính cho anh em một cuộn dây 20 mét này với giá là 700.000 ha. Rồi dây nói chung thì những cái cuộn dây mà 20 mét thì nó bên Nhật đó thì có như là dây ngắn dây dài mà nó không có đủ hình thử ra nói vô. Đó là cũng như là mình tính cho anh em dây 20 mét là 700.000, còn dây 10 mét là 400.000, còn dây
13 mét vẫn thường lại là 500 ngàn. Đó, dây này là dây áp cao đó, dây này rất là đẹp, tự vì mình về cỡ trăm cuồng nè anh em. Đó, mình về cỡ trăm cuồng luôn nha. Dây này là dây áp cao nè, dây này là dây nó chịu lực được là 300 bát nè anh em. Đó, dây này rất là kịch cộm. Thì đối với là dây này á, là cái ống của nó là 10 ly nha anh em. Ống 10 ly, dây nhật là ống 10 ly. Răng của nó đúng là răng 17. Đó, dây nhật là toàn bộ là răng 17 hết. Đó, ống nhưng mà cái ống của nó là ống 10 ly. Là mình tính là 10 ly là mình tính cái trong cái đường ống của nó nha, chứ không mình không có tính cái phủ bì ở ngoài. Phủ bì ở ngoài là anh em đo khoảng tầm 13, 14, 15 ly nếu mà đổi với dây nhật. Rồi đây rất là nhiều luôn. Đây là 10 mét nè. Thì cũng như là mình dây là cũng như là ngoại hình là cũng như là cực là đẹp. Đó, liên lạc. Đó, anh em xem. Rất là liên lạc luôn. Đó, thì đối với lại cộng dây 4 cộng dây 10 mét thì mình tính cho anh em 400. Còn cộng dây 13 mét thì 500. Còn mà cộng dây mà 20 mét mà nó bị có một cái đường nối thì mình sẽ tính cho anh em 700k. Rồi anh em nào có cần thì xin liên hệ 0969147111438. Rồi bây giờ mình sẽ đem hai cái bộ phun thuốc ra ngoài mình test cho anh em. Rồi sau đây là mình một cái clip test của mình. À, mình đem máy ra ngoài và mình test cho anh em xem. Đó, thì đối với lại một cái răng này thì cái răng này mình có cũng như là mình thường xuyên có, nhưng mà bữa nay cũng như là mình giao hết rồi anh em ơi. Bây giờ cái răng này là răng 21. Đó, cái răng này 21, mình không có ống để mình lắp vô đây, mình test cái đầu áp cho anh em xem. Đó, thì anh em nào mà nếu mà có nhu cầu lấy một cái này thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cái đầu răng 21, y cái đầu răng 22 ra 21 cho anh em về cũng như là việc mà lắp ống vô là xài ha. Đó, nó thông dụng hơn. Đó, còn cái răng này hiện bây giờ hiện tại cái răng của con Kayak SX251. Nó là răng 22. Mình bây giờ mình cũng không có ống để mình test cho anh em xem. Thì bây giờ mình cứ việc là mình bao cho anh em là cũng như là máy này là full chức năng, áp là cực kỳ mạnh. Đó, thì bây giờ mình chỉ là giật cái động cơ của đầu kéo Mitsubishi cho anh em xem thôi. Rồi. Đây là cái phần nút on off. Đây on off. Đó, nó hút rất là mạnh luôn. Nó hút rất là mạnh nha anh em. Nó hút cái tay mình vô luôn. Đó, nó hút cái tay mình vô luôn nè. Rất là mạnh. Đó, đối với lại cái dòng cái đầu Mitsubishi GM132 mà kéo một cái đầu áp Kayak SX251 thì nó là quá là đẳng cấp, quá là hợp lý cho anh em. Đó, coi như là nó không có đẳng cấp gì nhưng mà nó là phù hợp cho công việc anh em xài sử dụng. Rồi quay qua đây. Tại vì cái đầu mình nó chưa có nước. Đó, thường thường mấy cái đầu áp á là mình phải có một cái đường nước vô mình test đi, cái lá ga nó hơi lớn tí. Đó, bây giờ mình không có đường nước thì bây giờ mình test nhanh cho anh em xem cái động cơ ha, lên ga rồi đó mình về. Đó. Rất là hợp lý luôn. Ga là lên là rất là ngọt. Rồi, bữa nay cũng như là xui quá anh em ơi. Mình cái đường dây này mình cũng sơ ý, thành thử ra mình không có đồ mình test cho anh em, cũng mình cũng hơi buồn. Đó, thì đối với lại cái bộ này thì anh em cứ khỏi phải bàn, khỏi phải lo về cái bộ mà Mitsubishi GM132. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 5,5 triệu. Thì nó kéo một cái đầu áp Kayak SX251. Đó, đầu này là đầu ti xứ. Đó, đầu ti xứ. Ti của nó là ti 22 nha anh em. Rồi. Rồi sau đây là một cái con số 7. Máy này thì nó có hiệu là Sibora. Con này động cơ của nó là 6.0 PS. Nó là khoảng 6 ngựa. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 4,5 triệu. Thì đối với lại cái con Sibora này là nó được truyền cốt xéo tua chậm nha anh em. Tua của nó là 2000.
thì cái đầu áp của Mitsubishi đó thì lưu lượng nước của nó là 41 lít, áp của nó là được 35 kg. Thì đối với lại con này thì hồi nãy mình kiếm chưa đưa ra một cái hộp bảo vệ co ro, thì sẵn đây mình cho anh em xem luôn đó. Cái này bây giờ mình kiếm ra rồi thì anh em nào mà có lấy cái bộ này thì mình sẽ gắn vô một cái hộp bảo vệ dây co ro. Rồi thì còn cái phần dây dây xả là dây răng 21, còn ống hút vô là răng 27, rồi cái đường áp ra là răng 17, là cũng như là toàn bộ thông dụng hết. Nhưng mà cái này là mình chỉ báo giá là cho anh em 4,5 triệu, là báo giá cho anh em là chưa bao gồm dây nha anh em. Đó, chưa bao gồm dây chẳng hạn như là dây hút, dây xả, bất cứ cũng như nào là anh em về phải bỏ vô mà sử dụng ha. Cái này là mình báo giá là báo giá chưa bao gồm dây. Rồi, phải. Rồi, cái nước này cặn quá anh em ơi. Thì cũng như là máy là hoạt động là rất là ok, rất là ngon nha anh em. Nước này cặn quá, hận đó, nó vô ba ba giới nữa, mất công nữa. Mất công vệ sinh chứ gì hết á. Rồi, thì đối với lại cái máy này là áp là rất là chuẩn. Đó, thì con số 7 Subaru, động cơ là 6.0 PS. Con này được truyền cốt sớm, tua chậm, tua của nó là tua 1800. Đó, thì con này nó được chuyển động bằng dây co ro. Đó, con này thì đối với lại cái con Subaru số 7 nên mình được giá bán cho anh em với giá là 4,5 triệu. Rồi, coi như là bữa nay một clip 3 kết thúc, thì mình có review và test cho anh em báo giá từng sản phẩm. Thì anh em nào có cần xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là 12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.